Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ 100 công dân Việt Nam ở Ấn Độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết ở Ấn Độ. Có khoảng 100 công dân Việt Nam đang lưu trú tại đây. Hôm nay 26 tháng 4, trả lời câu hỏi về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ và các biện pháp bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, trong những ngày qua, đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang có những diễn biến phức tạp, gây nhiều tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Chính phủ Ấn Độ hiện tập trung nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp ứng phó với dịch bệnh như tìm thêm nguồn cung cấp oxy, tăng cường các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men cũng như đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine cho người dân. Việt Nam quan tâm, theo dõi tình hình, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ chính phủ và người dân Ấn Độ trong lúc khó khăn này. Chúng tôi tin tưởng rằng với nỗ lực của chính phủ Ấn Độ, tình hình sẽ sớm được kiểm soát và ổn định. Người phát ngôn cho biết, liên quan đến tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Ấn Độ, thời gian qua, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại. Các hãng hàng không tổ chức các chuyến bay đưa gần 1.000 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hiện còn khoảng 1.000 công dân Việt Nam đang ở lại Ấn Độ. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và Ấn Độ theo dõi sát tình hình dịch bệnh, duy trì kênh liên lạc với công dân Việt Nam và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Trong trường hợp cần hỗ trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam đang gặp khó khăn, đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ theo số 091-7303-625-588 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân theo số 084-981-848-484. Lý do thảm cảnh bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ chết mòn vì thiếu oxy. Sự chủ quan của Ấn Độ khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Nhu cầu oxy cho bệnh nhân tăng gấp 3 lần nên các nhà máy không kịp sản xuất. 25 gia đình ở thủ đô Delhi thức dậy vào buổi sáng cuối tuần và nhận tin người thân đã chết trong bệnh viện Sir Ganmaram. Lý do các bệnh nhân này đã không được cung cấp đủ oxy. Giám đốc y tế của bệnh viện cho biết sự thiếu hụt nguồn oxy nghiêm trọng đã khiến 25 bệnh nhân ốm yếu nhất không thể trụ tiếp. Một số bệnh viện lớn khác ở Delhi luôn trong tình trạng gần hết oxy hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Một đợt vận chuyển bình dưỡng khí đã đến bệnh viện Sir Ganganaram vào ngày 23 tháng 4, ngay sau khi có cảnh báo thảm khốc thêm 60 người đã cận kề cái chết. Làn sóng ca bệnh gia tăng đang đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đến bờ vực, từ các thành phố giàu có của đất nước đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất. Bang Maharashtra và Gujarat ở phía Tây, Haryana ở phía Bắc và Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Ở phía Bắc bang Uttar Pradesh, một số bệnh viện đã đặt bảng hết oxy bên ngoài. Còn tại thủ phủ Lucknow của bang, các bệnh viện yêu cầu bệnh nhân chuyển đi nơi khác. Các bệnh viện và viện dưỡng lão nhỏ hơn ở Delhi cũng đang làm như vậy. Những người thân của bệnh nhân tuyệt vọng đang xếp hàng bên ngoài các trung tâm nạp oxy. Một nhà máy ở thành phố Hyderabad đã phải thuê người để kiểm soát đám đông. Nhiều người nhiễm COVID-19 đang chết mòn trong khi chờ đợi. Các bệnh viện đã phải vật lộn để tiếp nhận những bệnh nhân khó thở, giữ lại sự sống cho những người may mắn có được giường. Mạng xã hội tràn ngập những lời cầu xin bình oxy khẩn thiết. Suốt một tuần nay, nhiều người bệnh Ấn Độ liên tục sống lại cơn ác mộng, chờ đợi giây phút kinh hoàng khi không còn bình dưỡng khí. 7 tháng trước, đất nước này đã phải vật lộn với tình trạng thiếu oxy trong bối cảnh số ca bệnh tăng nhanh. Nhưng lần này, mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều. Thông thường, các cơ sở y tế tiêu thụ khoảng 15% lượng oxy, phần còn lại được sử dụng trong công nghiệp. Tuy nhiên, trong làn sóng thứ hai của Ấn Độ, gần 90% nguồn cung cấp oxy của đất nước, 7.500 tấn mỗi ngày, đang được chuyển hướng sử dụng cho mục đích y tế. Con số này cao hơn gần gấp 3 lần so với mức tiêu thụ hàng ngày vào đợt cao điểm giữa tháng 9 năm ngoái. Khi đó, Ấn Độ có thêm khoảng 90.000 trường hợp mỗi ngày. Chỉ 2 tuần trước, vào đầu tháng 4, số ca tăng lên khoảng 144.000 người một ngày. Giờ đây, con số tăng gấp đôi lên hơn 300.000 người. Tiến sĩ Sinde, người điều hành một bệnh viện COVID ở Pune, cho biết, tình hình tồi tệ đến mức chúng tôi phải điều trị một số bệnh nhân ngay tại xe cấp cứu trong 12 giờ cho đến khi họ có thể vào phòng hồi sức tích cực. Tuần trước, khi không còn máy thở, bác sĩ Sinde bắt đầu chuyển bệnh nhân đến các thành phố khác. Thành phố Pune thuộc bang Maharashtra, đây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ với 1/3 tổng số ca bệnh của cả nước. Bang đang sản xuất khoảng 1.200 tấn oxy mỗi ngày. Tất cả đã được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Nhu cầu đang tăng lên vượt xa nguồn cung và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Thông thường, các bệnh viện như của chúng tôi có thể cung cấp đủ oxy. Nhưng trong 2 tuần qua, việc giữ cho mọi người thở đã trở thành một nhiệm vụ, bác sĩ Sinde nói. Các bác sĩ và nhà dịch tễ học tin rằng lượng ca bệnh quá nhiều đang trì hoãn các xét nghiệm và hội chẩn khiến nhiều người phải nhập viện khi tình trạng đã nghiêm trọng. Vì vậy, nhu cầu về oxy cao hơn nhiều so với đợt trước. Không ai biết khi nào điều này sẽ kết thúc. Virus nuốt chửng người ở Ấn Độ, lò hỏa táng cháy rực ngày đêm. Các lò hỏa táng và nghĩa địa khắp Ấn Độ rơi vào cảnh quá tải bởi sóng thần COVID-19 đang xé toạc đất nước này với tốc độ kinh hoàng. Với nguồn cung cấp oxy y tế thiếu hụt, các gia đình đành phải tự đưa người thân nhiễm virus đi gõ cửa từng bệnh viện với hy vọng còn chỗ trống.
Những hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và truyền hình cho thấy cảnh người thân bệnh nhân đang tuyệt vọng xin oxy bên ngoài các bệnh viện hoặc khóc lả trên đường phố vì người thân nhiễm COVID-19 chết cục trong khi chờ được điều trị. ABC News dẫn chứng trường hợp một phụ nữ thương cho cái chết của em trai bà ở tuổi 50 sau khi bị hai bệnh viện từ chối và chết vì hết dưỡng khí mà không có bình thay thế. Ấn Độ vừa lập kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm mới ngày thứ 5 liên tiếp, chủ yếu do một biến thể SARS-CoV-2 mới. Làn sóng dịch kinh hoàng đã phủ nhận mọi tuyên bố sớm về chiến thắng đại dịch mà các quan chức nước này mới đưa ra. Theo trang thống kê Worldometer, số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Ấn Độ trong vòng 24 giờ qua là 354.531 người, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên hơn 17,3 triệu. Số trường hợp tử vong vì dịch đã lên tới 195.116 người, tăng 2.806 ca so với một ngày trước đó. Số người chết có thể rất lớn, vì thống kê nêu trên chưa bao gồm những trường hợp nghi nhiễm tử vong. Cuộc khủng hoảng y tế ở Ấn Độ hiện nay thể hiện rõ nhất qua các nghĩa địa và lò hỏa táng quá tải và qua những hình ảnh bệnh nhân chết trên đường vì thiếu oxy. Các khu chôn cất ở thủ đô New Delhi đều hết chỗ, các dàn hỏa táng ở nhiều thành phố cháy không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Ở thành phố miền trung Bhopal, một số lò thiêu phải nâng công suất nhưng danh sách tử thi chờ đợi ngày càng nối dài. Tại lò hỏa táng của thành phố 1,8 triệu dân, các công nhân cho biết họ đã hỏa táng hơn 110 người hôm 24 tháng 4. Virus đang nuốt chửng người dân thành phố của chúng tôi như một con quái vật. ABC News dẫn lời những lời xót xa của một quan chức tên là Mohammed Sama. Số lượng thi thể tới tấp được đưa đến đã khiến các lò hỏa táng phải bỏ qua các thủ tục và nghi lễ dành cho các tín đồ Hindu. Chúng tôi cứ thế hỏa thiêu những thi thể, cứ như chúng tôi đang trong thời kỳ chiến tranh vậy, ông Sama nói. Còn ở nghĩa trang Hồi giáo lớn nhất New Delhi, số thi thể được đưa đến quá nhiều đến mức người quản lý nghĩa trang lo ngại rằng chúng tôi sẽ sớm hết chỗ chôn cất. Tình hình ở các bệnh viện cũng không kém phần nghiệt ngã. Những bệnh nhân tuyệt vọng chờ cứu chữa nhiều đến nỗi họ nằm la liệt cả ngoài đường mong được gặp bác sĩ. Các quan chức y tế ở Ấn Độ đang cố gắng mở rộng các điểm cấp cứu và cung cấp thêm oxy, nhưng nguồn dự trữ cạn kiệt, trong khi họ phải vật lộn mua thiết bị y tế vốn đang vô cùng khan hiếm. Những gì đang diễn ra ở Ấn Độ hiện nay là một thất bại nặng nề đối với một quốc gia, khi mà Thủ tướng Narendra Modi mới tuyên bố chiến thắng đại dịch thế kỷ hồi tháng 1 và tự hào là hiệu thuốc của thế giới, nhà sản xuất vaccine toàn cầu và được coi như hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển khác trong phòng chống COVID-19. Tiến sĩ Kupali, trợ lý giáo sư y khoa về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y Nam Carolina, cho biết chính phủ Ấn Độ lẽ ra nên tận dụng năm vừa qua, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, để trữ thuốc và phát triển các hệ thống để đương đầu với nguy cơ một đợt dịch mới. Quan trọng nhất là họ nên quan sát những gì đang diễn ra ở nhiều nơi khác trên thế giới và hiểu rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ rơi vào tình huống tương tự, ông Kupali nói. Thay vào đó, những tuyên bố chiến thắng sớm của chính phủ Ấn Độ đã khuyến khích mọi người thả lỏng trong khi lẽ ra phải tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và không tụ tập đông người.